Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập đoàn Hateco nhằm nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm logistics. Cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn cửa khẩu số. Công an Lào Cai triệt phá ổ nhóm chế tạo, tàng trữ, sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tin quốc tế, Nghị viện châu Âu thông qua dự luật về AI. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 13 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với tập đoàn Hateco nhằm trao đổi hợp tác, nghiên cứu, đầu tư xây dựng trung tâm logistics cảng cạn tại Lào Cai. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, thành phố Lào Cai và huyện Bát Sát. Về phía tập đoàn Hateco có ông Trần Văn Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các lãnh đạo và thành viên tập đoàn. Phát biểu của lãnh đạo tập đoàn Hateco tại buổi làm việc nhấn mạnh logistics đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Việc đầu tư xây dựng trung tâm logistics kết hợp cảng cạn phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển chung cả về kinh tế cửa khẩu cũng như quy hoạch phát triển logistics. Hateco đề xuất được tiếp cận, nghiên cứu chuyên sâu, lập dự án đầu tư xây dựng trung tâm logistics tích hợp cảng cạn tại khu vực Bản Vược. Để việc nghiên cứu đảm bảo tính khả thi, tập đoàn Hateco mong muốn Lào Cai cung cấp thông tin chi tiết về quy hoạch, đặc biệt là vị trí, chức năng chính của các điểm, vùng thuộc trọng điểm cho phát triển logistics, các thông tin chi tiết về thương mại biên mậu, quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế, thương mại, thông tin và các chính sách cho các nhà đầu tư vào tỉnh, nhất là lĩnh vực logistics. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, Lào Cai sẽ nghiên cứu kỹ đối với dự án đầu tư xây dựng trung tâm logistics tích hợp cảng cạn tại khu vực Bản Vược, đảm bảo cụ thể, chi tiết, khả thi để triển khai trong thực tế. Tỉnh Lào Cai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để tập đoàn Hateco cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp khác đến đầu tư tại Lào Cai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan cung cấp thông tin cần thiết, tạo điều kiện cho tập đoàn nghiên cứu đối với dự án này, đồng thời mong muốn Lào Cai tiếp tục hợp tác đầu tư lâu dài với Hateco vì sự phát triển chung. Viện Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng tỉnh đã và đang thực hiện 318 hợp đồng, tổng giá trị 146 tỷ 660 triệu đồng. Trong đó, 92 công trình đã hoàn thành với tổng giá trị là 41 tỷ 302 triệu đồng. Nhiều công trình đã mang dấu ấn của viện, nhiều đồ án có quy mô và mức đầu tư khá lớn, tác động lớn làm thay đổi diện mạo kiến trúc, không gian văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như nhà bảo tàng tỉnh, nhà văn hóa tỉnh, bệnh viện đa khoa Mường Khương, đài phun nước trung tâm thị xã Sapa, chỉnh trang hạ tầng đô thị Sapa, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị The Manor Lào Cai, tiểu khu đô thị 5-15 thành phố Lào Cai. Về công tác quy hoạch, viện tham gia một số đồ án lớn như quy hoạch chung đô thị du lịch Y Tý, huyện Bát Sát, các quy hoạch phân khu thị xã Sapa, quy hoạch chung dọc sông Hồng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa năm đi vào vận hành, nền tảng cửa khẩu số của Lào Cai góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quy trình xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, do hạ tầng chưa hoàn thiện, thiếu sự kết nối giữa các ngành, nên nền tảng này vẫn bộc lộ một số bất cập, chưa phát huy hết công năng. Tại bãi kiểm hóa hàng xuất khẩu KB2, lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu làm thủ tục kiểm hóa vẫn phải chờ đợi. Đặc biệt do chưa tích hợp giữa hệ thống của hải quan và các cơ quan liên quan vào một hệ thống, nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc khai báo thủ tục. Chưa liên kết được giữa doanh nghiệp, đại lý thủ tục hải quan, chủ hàng và các đơn vị quản lý hành chính nhà nước mang lại cái thông tin đơn giản nhất và chi tiết giữa các cơ quan quản lý chuyên môn với các đơn vị kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến là nó gặp sự bất cập trong quá trình là đưa vào sử dụng. Còn đối với lực lượng hải quan trực tiếp làm nhiệm vụ, do chưa kết nối với dữ liệu nên vẫn phải thao tác cùng một lúc trên hai nền tảng cửa khẩu số và hệ thống VNACCS, VCIS của cơ quan hải quan, tạo áp lực không nhỏ, nhất là vào những thời điểm lưu lượng phương tiện hàng hóa tăng cao.
Còn chúng tôi hiện nay là đang thực hiện theo quy trình nghiệp vụ, theo hệ thống phần mềm hải quan điện tử. Nên là hai hệ thống là chạy là khác nhau. Công việc hải quan chúng tôi là tăng thêm, bố trí thêm cán bộ để mà nhập cái hệ thống cửa khẩu số này. Hạ tầng chưa đồng bộ, chưa đảm bảo thì chia sẻ dữ liệu giữa cửa khẩu số với lại phần mềm ứng dụng của hải quan hiện nay là chưa được, chưa tổng cục hải quan chưa chia sẻ. Dù đã đầu tư nhưng hạ tầng phục vụ nền tảng cửa khẩu số chưa được hoàn thiện, dẫn đến nhiều bất cập. Để vận hành cửa khẩu một cách trơn tru, bài bản và khoa học đúng như kỳ vọng, rất cần sự phối hợp cùng vào cuộc của nhiều cơ quan ban ngành. Về phía tỉnh đã chủ động làm việc với các bộ ngành trung ương, nhất là với Tổng cục Hải quan nhằm sớm hợp nhất các phần mềm trên một nền tảng dữ liệu cửa khẩu số. Hy vọng là sớm được Tổng cục Hải quan chấp thuận cái quy trình thí điểm theo dõi việc thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Kim Thành này. Thì như vậy thì cái việc nền tảng cửa khẩu số sẽ được chạy toàn trình và doanh nghiệp chỉ khai báo các thủ tục, các thông tin trên một nền tảng, không phải khai báo trên hai nền tảng như hiện nay. Hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số được xem là công cụ quan trọng giúp Lào Cai gia tăng năng lực thông quan hàng hóa, đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, thuận tiện trong hoạt động xuất nhập khẩu. Và trong khi chờ đợi hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho cửa khẩu số, tỉnh cũng chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng hạ tầng bến bãi, nâng từ 2 luồng lên 5 luồng xuất nhập khẩu, cải thiện dịch vụ logistics. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, khi chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao, người tiêu dùng lại càng quan tâm hơn về sự tiện dụng, tính an toàn và những lợi ích mang lại của các sản phẩm công nghệ. Máy rửa chén bát đang là một trong những thiết bị được quan tâm nhất hiện nay trên thị trường. Trên thị trường, máy rửa bát có nhiều thương hiệu khác nhau như Bosch, Beko, Ecolite, nhưng chủ yếu bán chạy nhất là thương hiệu Bosch và Beko được nhập khẩu từ các nước châu Âu. Máy rửa bát của Bosch phân loại 4 series, bao gồm series 2, series 4, series 6 và series 8, có giá dao động từ 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng, tùy vào công suất và tính năng. Máy rửa bát của Beko có giá từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Cùng với đó, tủ sấy bát đĩa cũng được nhiều người quan tâm tìm mua. Bên cạnh tính năng chuyên dụng là sấy nhanh, khô cùng một lúc với số lượng bát đĩa lớn, các tủ sấy hiện nay còn trang bị công nghệ diệt khuẩn, giúp loại bỏ vi khuẩn. Một tủ sấy bát đĩa có giá từ 8 đến 20 triệu đồng, tùy thuộc vào kích cỡ và tính năng. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 4, Lào Cai sẽ triển khai thí điểm thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành, đơn vị có thủ tục hành chính nội bộ khẩn trương thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục đã được phê duyệt, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chủ động rà soát các thủ tục hành chính nội bộ có tần suất sử dụng thường xuyên, ưu tiên các lĩnh vực như xây dựng, đầu tư, đất đai, đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh ít nhất một thủ tục hành chính nội bộ để triển khai thí điểm. Thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để triển khai thí điểm. Tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, Công an tỉnh vừa bắt giữ thành công một nhóm chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Sầm Văn Công trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, lập nhiều nick ảo trên Facebook để đăng tải các hình ảnh video quảng cáo mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ. Khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 3 tại xã Tân An, lực lượng chức năng đã vây bắt quả tang Sầm Văn Công cùng 3 đồng phạm về tội chế tạo, tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Vật chứng thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng, một khẩu súng săn, một hộp tiếp đạn, 5 quả lựu đạn, 83 viên đạn các loại, 34 kg đầu đạn, vỏ đạn các loại, 7 túi sắc rắn đựng chất dẻo màu nâu có tổng trọng lượng 7 kg, nghi là thuốc nổ, 73 dao, kiếm các loại. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sầm Văn Công khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ qua mạng với nhiều đối tượng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Với đặc tính dễ trồng và nhanh cho thu hoạch, những năm qua, cây giang lấy lá, loại cây lâm sản ngoài gỗ được nhiều hộ dân ở các tỉnh vùng cao Tây Bắc đưa vào trồng, mang lại hiệu quả kinh tế. Còn tại huyện Bảo Yên, cây giang cũng đang được một số hộ dân đưa vào trồng với hy vọng có thêm nguồn thu nhập từ kinh tế rừng.
Những cây giang này được hộ ông Phùng Thế Tài ở thôn Mạ 1, xã Yên Sơn đưa vào trồng trên diện tích đồi rừng mới khai thác với quy mô khoảng 2 hecta. Tuy mới 3 tháng tuổi, nhưng nhiều khóm chỉ từ 1-2 nhánh ban đầu thì nay đã phát triển tốt. Trồng gỗ thì 7-8 năm, như trồng giang thì là gần chưa đầy 1 năm được thu rồi, mà cái nhân công chi phí nó đỡ hơn nhiều. Cái lá này là được rồi, là rộng, cái này là đường kính của nó đã 10-11 phân rồi, nhưng mà 8 phân trở lên là họ lấy rồi. Như vì cái lá này là năm nay mới trồng vụ đầu tiên, nên để cho nó thật nhiều rộng xung xuôi lên đã rồi mới thu hoạch. Lá giang thì bây giờ hiện tại, bây giờ thì anh nói mấy đại lý thu mua là 20.000 một cân. Thì nói chung là thu nhập như thế là cao. Có những ngày người dân đi hái cái giang rừng tự nhiên, có người còn được đến 400-500.000 một ngày. Theo thống kê của Hạt Kiểm Lâm huyện Bảo Yên, toàn huyện có trên 40 hộ trồng giang lấy lá, quy mô trên 70 hectare. Toàn bộ diện tích này đều mới trồng từ 1 đến 7 tháng tuổi, chưa cho thu hoạch. Trong đó, Việt Tiến là địa phương có diện tích lớn nhất với gần 40 hectare. Thông thường sau 7 tháng trồng cây giang sẽ cho thu hoạch với giá bình quân từ 15 đến 20.000 đồng 1 kg lá, trừ chi phí mỗi hectare giang một năm có thể mang về nguồn thu cả 100 triệu đồng. Trên thị trường, lá giang đang tiêu thụ khá thuận lợi, thương lái thu mua, sấy khô và bán sang Trung Quốc. Hạt Kiểm Lâm cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản để hướng dẫn các xã là xây dựng vùng quy hoạch và khuyến cáo là mỗi xã chỉ nên thử nghiệm trồng khoảng 15 đến 20 hectare để đảm bảo phục vụ cho cái sản lượng lá giang cho các cái cơ sở trên địa bàn huyện, cũng không khuyến cáo người dân là trồng ổ ạt lá giang vì là cái thị trường tiêu thụ phục vụ cho cái việc gói lá bánh và cái thị trường phát triển bền vững lá giang thì cũng chưa xác định được rõ. Tuy nhiên giang là loại cây phát triển mạnh, nhất là bộ rễ rất khỏe, khi đã trồng thì rất khó thay thế, trong khi chưa có thị trường tiêu thụ bền vững. Huyện Bảo Yên khuyến cáo người dân không vội vàng mở rộng diện tích, chỉ trồng ở những khu vực đất cằn cỗi kém hiệu quả để làm giàu rừng, người dân có thêm thu nhập. Ngày 5 tháng 2 năm 2024, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 11 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. Tổ chức thu phí là các cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu địa chất khoáng sản theo quy định của pháp luật. Thời điểm nộp phí, khi nhận kết quả tài liệu địa chất khoáng sản, hình thức nộp phí theo quy định tại thông tư số 74/2022. Về cách thức sử dụng phí, 60% trong hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí, 40% nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí do ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình, các ngân hàng công bố lãi suất cho vay trước ngày 1 tháng 4. Nhiều điểm mới tại lễ thắp đuốc Olympic Paris 2024. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn công bố các loại lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4. Theo đó, các thông tin công bố gồm lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác nếu có. Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng. Giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố, chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng nếu có. Đồng thời có trách nhiệm thường xuyên giám sát để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Với sự trở lại của các đơn hàng cùng với việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là khá lớn. Để đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong tỉnh, Bắc Giang đang tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Theo khảo sát, năm nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cần tuyển hơn 112.000 lao động. Ngành nghề tuyển dụng tập trung nhiều ở lĩnh vực sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử và may mặc. Yêu cầu tuyển dụng chủ yếu nhóm lao động phổ thông.
Công ty chúng tôi năm nay là khoảng 40.000 người. Hiện tại sau Tết, chúng tôi đang tiến hành một số đợt tuyển dụng để thay thế những người đã rời công ty. Để thu hút công nhân viên đến Luxe ICT, chúng tôi tiếp tục cải thiện điều kiện ăn ở đi lại cho công nhân viên. Ngoài ra, công ty cũng khuyến khích nhân viên tiến hành giới thiệu nội bộ. Định kỳ hàng tuần, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang tổng hợp, thống kê nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp và cập nhật nhu cầu tuyển dụng lên website việclambacgiang.vn để người lao động trong và ngoài tỉnh nắm được, đăng ký tham gia ứng tuyển. Ngoài cái phiên định kỳ, các cái phiên về lưu động ở các huyện tập trung vào các phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Thứ nhất là chuyên đề cho các đối tượng là đi lao động nước ngoài về nước để kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển. Vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch xúc tiến thu hút lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, sẽ thành lập các đoàn công tác đến một số tỉnh phía Bắc để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ủy ban tỉnh sẽ thành lập 4 đoàn đi 4 tỉnh để trao đổi thống nhất với các tỉnh về chủ trương để phối hợp trong cái giải quyết việc làm cho người lao động. Bắc Giang hiện có hơn 7.600 doanh nghiệp hoạt động với 306.000 lao động đang làm việc, trong đó lao động ngoài tỉnh là trên 58.000 người. Để lao động ngoại tỉnh yên tâm làm việc, tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực cải thiện các điều kiện ăn ở, đi lại và khuyến khích doanh nghiệp nâng cao thu nhập cho người lao động. Hơn 400 diễn viên không chuyên đến từ trường cao đẳng sư phạm, lực lượng vũ trang Trung đoàn 82 cùng các em thiếu nhi đã tích cực tập luyện cho chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024. Với chủ đề về miền Hoa Ban, chương trình nghệ thuật sẽ dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện về các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam, lan tỏa thông điệp đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế về lịch sử, văn hóa, du lịch Việt Nam và mảnh đất, con người Điện Biên Tây Bắc. Lễ khai mạc, sự kiện mở màn cho Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban sẽ chính thức khai mạc vào 19h30 phút ngày 16 tháng 3. Trên thế giới, Thủ tướng Thái Lan Thavisin đã thực hiện chuyến thăm Đức và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Olaf Scholz để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác song phương. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức ủng hộ việc Thái Lan trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, đồng thời ủng hộ những nỗ lực đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Thái Lan và Liên minh châu Âu-EU. Thủ tướng Đức khẳng định nước này mong muốn EU ký kết các Hiệp định Thương mại Tự do với các nước trong ASEAN. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, nhất trí thúc đẩy hợp tác để giải cứu các công dân hai bên đang bị lực lượng Hamas bắt giữ. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan ở thăm Cairo, Tổng thống Ai Cập đã nhắc lại lời cảnh báo của Ai Cập về hoạt động quân sự trên bộ có thể xảy ra của Israel ở thành phố Rafah thuộc phía nam dải Gaza. Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh nước này đã cảnh báo kế hoạch của Israel thực hiện một chiến dịch quân sự trên bộ vào thành phố Rafah của Palestine, cho rằng cuộc tấn công này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hơn 1,5 triệu người Palestine vốn phải di rời và đang trú ẩn tại đây. Ông nêu rõ Israel phải có trách nhiệm bảo vệ người Palestine ở Gaza theo luật pháp quốc tế. Về phần mình, Thủ tướng Hà Lan nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập, cho rằng cuộc tấn công theo kế hoạch của Israel và thành phố Rafah ở phía nam Gaza sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Các nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu EP đã biểu quyết thông qua khuôn khổ pháp lý toàn diện nhằm kiểm soát trí tuệ nhân tạo AI, bao gồm các hệ thống AI mạnh mẽ như ChatGPT của OpenAI. Theo dự luật, Ủy ban châu Âu EC đề xuất thiết lập bộ tiêu chí phân loại các hệ thống AI dựa trên mức độ rủi ro mà công nghệ này có thể gây ra cho người dùng. Những trường hợp không tuân thủ các quy định có thể bị phạt tối đa 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu toàn cầu, tùy thuộc hành vi vi phạm và quy mô của các công ty. Các quy định liên quan đến các mô hình AI như ChatGPT sẽ có hiệu lực 12 tháng sau khi dự luật chính thức được ban hành, trong khi các công ty phải tuân thủ hầu hết các quy định khác trong 2 năm. Tại lễ thắp đuốc Olympic Paris 2024 diễn ra vào ngày 16 tháng 4 tới ở Thánh địa Olympia cổ đại, một nữ tư tế cấp cao sẽ xuất hiện trong trang phục được thiết kế lại và trong nền nhạc sôi động mới mẻ.
Trong nghi lễ truyền thống, nữ diễn viên Mina lần đầu tiên vào vai nữ tư tế cao cấp sẽ dùng một chiếc gương parabol và tia nắng mặt trời để đốt cháy ngọn đuốc. Trang phục mà Mina và các nữ tư tế mặc sẽ có hai tông màu đen và trắng, khác hoàn toàn trang phục đơn sắc trắng hoặc xanh nhạt trước đây. Sau nghi lễ thắp sáng truyền thống, Mina sẽ truyền ngọn lửa cho người cầm đuốc đầu tiên, đó là nhà vô địch chèo thuyền Olympic Stefanos Doukas ở rìa sân vận động Olympic cổ đại, đánh dấu việc bắt đầu chặng chạy tiếp sức kéo dài 11 ngày ở Hy Lạp. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 14 tháng 3 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhiều nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhiều nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.